đây là các loại hem để ăn với bánh mì. Bánh mì là sandwich đó các bạn. Đây là loại hem. Bây giờ giá cả nha, là tính bằng Dallas đó các bạn. Đây một hộp hem như thế này có giá 5 đồng. 5 đồng mấy các bạn? Và đây là bánh mì sandwich. Hôm nay là chủ nhật mà cũng vắng các bạn à. Và cửa hàng thì rất là sạch sẽ à. Đây là những món họ đã nấu chín sẵn rồi và chuyển về mình chỉ chiên lại à, hoặc hâm nóng lại thôi à. Đây là các loại sauce. Và đây là khu vực bán tôm. Một hộp tôm, một bọc tôm như thế này thì cái giá ban đầu là 5 đồng 84 sen, nhưng mà hôm nay họ giảm giá đó các bạn, giảm giá khoảng 50 sen thành là còn 5 đồng 34 thôi. Thôi thì tôi cũng mua một bịch vậy. Và đây là khu vực bán bánh mì và bánh là bánh ngọt đủ các loại. Đây là bánh mì croissants đó các bạn, bánh mì làm theo kiểu của Pháp các bạn, croissants. Đây là bánh ngọt là donut. Hộp này có đồng giá là 1 đồng 92 sen. Tôi thì không thích ăn ngọt cho nên chỉ quay vậy thôi, chứ tôi ăn ngọt thì ngán lắm các bạn. Và đây là nhờ những cái loại bánh cho những cái việc mà birthday đó các bạn, sinh nhật đó, bánh sinh nhật đó các bạn. Mình về mình có thể gắn đèn cầy, gắn lên mở hộp ra, gắn đèn cầy vào làm sẵn cho mình
đủ loại hết. Loại này là mấy em thích lắm đây, cái màu màu sắc đấy. Đây là cái loại bánh sinh nhật mà các em rất là thích đi, màu mè. Những loại bánh này họ để ngày hết nha các bạn. 29 tháng 4 là hết hạn rồi các bạn. Có giá là 12 đồng 98 sen cho một hộp bánh như thế này. Và đây thì hộp này mắc hơn, 16 đồng 48 sen. Nhiều khi họ phải làm để có mặt hàng để bán các bạn, mà nhiều khi mà tới ngày hết hạn đó họ cũng phải đem nó đổ bỏ thôi, tại vì theo luật của Mỹ đó là những cái mặt hàng nào mà quá hạn đó, thì không được bán cho khách hàng nữa mà phải đem đổ bỏ. Nhiều khi họ bỏ cả một thùng một xe rác lớn, trong thùng rác lớn đó các bạn, đổ chất đầy hết mà họ phải đổ thôi. Nhưng mà họ không làm thì không được, họ bắt buộc họ phải làm để có mặt hàng bán, và mua hay không mua thì hên xui. Chứ nếu mà họ không làm thì người đi mua họ không có sự chọn lựa, và họ cảm thấy chán nản và họ không thích ra chợ nữa. Thật ra là buôn bán nó cũng có cái khó khăn riêng của họ. Bên Mỹ này thì luật về vệ sinh an toàn thực phẩm thì rất là khắt khe nha các bạn. Họ đóng cửa như chơi và phạt rất là nặng. Lời thì cũng có lời lắm, nhưng mà phải theo đúng luật lệ của chính phủ đưa ra. Và đây là các loại mà rau mà nghiền nát đó, để cho những người mà bệnh tật họ nhai không được, loại mềm ấy. Họ chỉ nuốt thôi, cho những em bé hoặc những người già lớn tuổi ấy.